ta còn muốn 1 vạn khối thượng phẩm hỏa tinh, toàn bộ những khối hỏa tinh này phải có hỏa lực sung mãn. Hơn nữa 1 vạn khối chỉ dùng được trong vòng 1 tháng, mỗi tháng tiếp theo đều cần phải bổ sung. Chuyện này đơn giản. Bạch Lân cười nói, với hắn thì những nhu cầu về linh thạch không có một chút áp lực nào. Ta còn muốn nhiên liệu ngũ sắc hỏa, lục sắc hỏa, bát sắc hỏa. Bạch Tiểu Thuần thấy bộ dạng Bạch Lân như vậy, nội tâm hơi chua xót, vì vậy lại lên tiếng. Chuyện này, ta sẽ cố hết sức. Bạch Lân hơi do dự một chút rồi đáp, ta còn muốn 1000 phần vân hồn diệp, 1000 phần địa linh căn, 1000 đóa hư không hoa. Bạch Tiểu Thuần một hơi nói ra 10 loại dược thảo. Mỗi một loại ở trong Tinh Không Đạo Cực Tông đều cần một lượng lớn điểm cống hiến mới có thể đổi được. Một số loại còn cần phải có bài danh trên Tinh Không Đạo Cực bảng mới có thể mua. Thậm chí một số dược thảo đã gần như tuyệt tích. Bất quá, Bạch Lân tài đại khí thô, chỉ hơi suy nghĩ một chút liền lập tức đáp ứng. Đúng rồi, luyện dược rất hao phí tu vi và linh lực. Hoàn cảnh nơi đây lại gian khổ. Ta không muốn việc luyện dược bị gián đoạn, nên ta cần cực phẩm linh dịch có thể nhanh chóng khôi phục tu vi. Bạch Tiểu Thuần vắt óc mà không nghĩ ra được cái gì, cuối cũng đổi biện pháp khác để cắt ra một miếng thịt. Lời hắn nói thực sự có lý, Bạch Lân nghe vậy cười ha hà. Cho ngươi. Bất quá. Ánh mắt của Bạch Lân lạnh lẽo. Hắn vừa dứt lời thì sát khí cũng ngưng tụ, bắt đầu trở nên đầy đáng sợ. Thứ ngươi muốn, ta có thể cho ngươi. Nhưng thứ ta muốn, nếu như ngươi. Không có nếu như. Phàm là luyện dược, Bạch Tiểu Thuần ta nói có thể luyện thành thì nhất định có thể thành. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo lên, cắt ngang lời của Bạch Lân. Ở điểm này, hắn không cho phép người khác nghi vấn mình. Bạch Lân sững sờ, nhưng hắn không hề tức giận mà còn nở một nụ cười. Hắn tôn trọng người có bản lĩnh, Bạch Tiểu Thuần trên phương diện luyện dược tạo cho người khác một cảm giác cao ngạo. Hắn cảm giác được Bạch Tiểu Thuần này nhất định có bản lĩnh. Và lại hắn không lo có chuyện ngoài ý muốn, dù sao trong trường thành này cũng không có người nào dám lừa gạt hắn. Nếu Bạch Tiểu Thuần cuối cùng không luyện ra cái gì, hắn sẽ cho Bạch Tiểu Thuần biết rõ hậu quả của việc lừa gạt mình. Tốt, tối đa là 3 ngày, ta sẽ cho người đưa tới những vật phẩm ngươi muốn. Ngươi còn muốn gì thì cũng có thể đưa ra, Bạch Mỗ chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng. Bạch Lân nhìn Bạch Tiểu Thuần cười ha hà. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một lúc, lại nhìn đình viện số 8 bên cạnh, liền nói. Đình viện này của ta chỉ sợ không bày đủ 100 lò đan. Khục khục, đình viện số 8 bên cạnh có một lão đầu đáp tội ta. Bạch Tiểu Thuần tính cách cẩn thận. Lão đầu kế bên ngoảnh mặt với hắn. Không nói tới chuyện tới cửa cướp đoạt, mà ánh mắt oán độc của lão lúc gần đi cũng bị Bạch Tiểu Thuần thấy rõ. Bất quá hắn là người mới đến, trong lòng cũng không nắm chắc nên mới không muốn gây thêm chuyện rắc rối. Nhưng trước mắt, hắn thấy Bạch Lân rất coi trọng tụ hồn đan. Bạch Tiểu Thuần có cảm giác có thể đưa ra vài điều kiện nên lúc này mở miệng, ánh mắt nhìn vào Bạch Lân xem hắn sẽ xử lý như thế nào. Bạch Lân giật mình, nhìn Bạch Tiểu Thuần bằng ánh mắt đầy thâm thúy. Bạch Tiểu Thuần, ngươi cũng biết yêu cầu càng nhiều thì ngươi càng không được phép thất bại. Từ hôm nay trở đi, đình viện số 8 sẽ thuộc về ngươi. Còn về Trần Đại Sư thì, 10 năm tới các ngươi sẽ không gặp mặt nhau nữa. Mặt khác, Bạch Lân hất tay áo lên, nhưng không đợi hắn nói xong thì bỗng nhiên, từ phía trường thành truyền đến một tiếng nổ mạnh động trời, khiến thành lũy rung chuyển vài lần, sắc mặt ai nấy đều đại biến. Hai mắt Bạch Lân co rút lại, Bạch Tiểu Thuần lại càng hoảng sợ, lập tức nhìn về phía trường thành. Trên khoảng trời mờ mịt phía trên trường thành, tầng mây không biết làm sao lại tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này dường như không giới hạn, bên trong có vô số oan hồn đang dãy giụa muốn lao ra, như một dòng sóng chiều muốn oanh kích thẳng đến trường thành. Số lượng oan hồn rất nhiều, khiến người ta nhìn thấy thì da đầu không khỏi run lên. Nhất là những oan hồn đó có lệ khí rất nặng, vô cùng hung tàn. Thậm chí một số tu sĩ của ngũ đại quân đoàn ra ngoài giết địch, do tránh né không nhanh nên để oan hồn nhào tới. Lúc tản ra thì những tu sĩ đó đã thành thây khô, thần hồn bị diệt sạch. Sao lại như vậy? Có người dùng đại pháp lực quấy động minh hà. Sắc mặt Bạch Lân đại biến, lập tức hóa thành một đạo bôn lôi lao thẳng đến trường thành. Bạch Tiểu Thuần cũng hít vào một ngụm khẩu khí. Nhìn khung cảnh bên ngoài làm hắn cảm giác được nguy cơ sinh tử cực kỳ rõ ràng. Có lẽ, đây mới thực sự là trường thành. Từng phút từng giây, đều chìm trong chiến hỏa. Thật lâu sau, Bạch Tiểu Thuần mới thở ra một hơi. Hắn bỗng chốc đã hiểu. Tụ hồn đan của mình trong cuộc chiến tranh này có lẽ sẽ phát huy tác dụng không nhỏ. Nhất là loại tụ hồn đan này hắn đã từng luyện qua, lúc này chỉ cần tăng thêm uy lực mà thôi. Tuy có độ khó nhất định, cần phải điều chỉnh phối phương một lần nữa. Nhưng Bạch Tiểu Thuần đắm chìm trong dược đạo nhiều năm, đến nghịch hà đan cũng có thể luyện ra. Chỉ là tăng thêm uy lực của tụ hồn đan thì Bạch Tiểu Thuần có 10 phần chắc chắn sẽ luyện ra. Có điều nội tâm hắn vẫn có chút lo lắng. Hắn không lo lắng chuyện luyện dược được hay không, mà lo trong quá trình luyện dược sẽ xuất hiện những chuyện cổ quái. Bất quá,
Trước mắt đối phương đã cam đoan nên Bạch Tiểu Thuần cũng yên lòng. Lại nghĩ tới tạo nghệ dược đạo của bản thân, nói không chừng có thể lăn lộn kiếm sống ở trường thành này. Bạch Tiểu Thuần bắt đầu cảm thấy hứng khởi, hắn thấy ở chỗ này cũng không tệ lắm. Bạch Tiểu Thuần ta ở bất cứ chỗ nào, đều là ngôi sao được vô số người ngưỡng mộ. Ai? Ta cũng không muốn như vậy đâu. Bạch Tiểu Thuần thầm nói, rồi ngâm nga ca hát, nghênh ngang đi vào trong lầu các. Hôm sau, có rất nhiều tu sĩ xông vào đình viện số 8 ở bên cạnh. Bạch Tiểu Thuần thậm chí còn nghe thấy tiếng gào thét của Trần Đại Sư, nhưng thanh âm này thoáng chốc đã biến mất. Chỉ hơn một canh giờ sau, đình viện số 8 đã trống không, đến cả vách tường chỗ Bạch Tiểu Thuần cũng nhanh chóng bị dỡ xuống. Cuối cùng, đình viện số 7 của Bạch Tiểu Thuần cùng đình viện số 8 đã được nối thông lại với nhau. Thậm chí đến cả trận pháp cũng được dung hợp, làm chỗ ở của Bạch Tiểu Thuần lúc này đã lớn gấp đôi. Sau khi toàn bộ đình viện được kết nối thành một khối, linh khí nơi này đã tăng lên không ít. Mặc dù linh khí rất mỏng manh, nhưng đối với một nơi như Trường Thành mà nói đã rất là xa xỉ. Chỉ có cấp bậc như vạn phu trưởng mới có đãi ngộ như vậy. Bạch Tiểu Thuần đi ra ngoài, nhìn lại toàn bộ đình viện khổng lồ, nội tâm cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Nơi đây chính là động phủ lớn nhất mà hắn từng cư ngụ trong đời này. Không tệ, không tệ. Bạch Tiểu Thuần càng nhìn càng ưa thích. Chỉ có ở nơi rộng lớn như vậy, mình cư trú mới cảm thấy trống trải. Cho đến buổi trưa, một vị vạn phu trưởng trong Bác Bì Quân đưa tới hơn 10 cô thị nữ để phục vụ. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy nơi đây đã thực sự hoàn mỹ. Cùng lúc đó, chuyện Bạch Tiểu Thuần mới đến và việc Trần Đại Sư ở đình viện số 8 đã bị Bác Bì Quân an bài đi nơi khác đã làm cho đám đại sư ở công giáp các rất khiếp sợ. Mỗi tên tu sĩ ở đây đều có thanh danh hiển hách, tuy không thân thiết gì với nhau nhưng đều cực kỳ bất mãn với hành vi kiêu ngạo của người mới đến như Bạch Tiểu Thuần. Xem hắn ta có thể kiêu ngạo mấy ngày. Hừ, Bạch Lân quân chủ của Bác Bì Quân chỉ luôn nhìn kết quả. Nếu tên Bạch Tiểu Thuần này có thể luyện dược làm cho hắn hài lòng thì còn tốt. Nếu luyện không được, hay luyện tạm được đi nữa thì nhất định sẽ bị giận chó đánh mèo. Bạch Lân cung cấp càng nhiều, nếu bị thất vọng thì sát ý càng lớn. Kẻ này ngu dốt vô cùng, sớm muộn gì cũng có ngày đột tử. Mấy tên đại sư công giáp các âm thầm nghị luận, đối xử lạnh nhạt với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần ban đầu còn không biết, nhưng sau hai hôm đi tản bộ cũng có thể cảm nhận được thái độ của những tu sĩ xung quanh mình. Hừ, xem ra đình viện của ta còn hơi nhỏ. Bạch Tiểu Thuần lẩm bẩm. Lại qua thêm một ngày, tới ngày thứ ba, sau khi Bạch Tiểu Thuần dạo hết một vòng, trở lại đình viện thì hai mắt lập tức tỏa sáng. Hắn thấy trong đình viện của mình trưng bày 100 lò đan cao một trượng. Bên cạnh lò đan còn có một lão giả mà hôm trước còn theo sau lưng Bạch Lân. Bạch Tiểu Thuần nhớ lão giả này chính là một trong 10 vạn phu trưởng trong Bác Bì Quân. Sau lưng lão còn có 4 thanh niên đang lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần mà không nói một lời. Những lò đan này có màu xanh đen, hình dạng giống nhau như đúc. Phía trên điêu khắc kỳ lân đại biểu cho điềm lành, khiến mỗi một lò đan đều tản ra khí thế đầy oai nghiêm. Đặc biệt là những lò đan này dù chưa từng trải qua việc luyện dược nhưng vẫn khuếch tán ra mùi thuốc nồng đậm, bao phủ khắp nơi không tiêu tan. Thật sự là 100 lò đan y hệt như nhau. Những lò đan này đều là tam phẩm. Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi đầy kích động. Hắn lao thẳng đến để kiểm tra từng lò đan một, càng xem càng động tâm, hai mắt tỏa ra hào quang chói sáng. Hắn nhìn thấy bên cạnh lò đan có vài chục túi chữ vật, Bạch Tiểu Thuần cầm lên xem xét, hắn kích động hít thở dồn dập. Trong những túi chữ vật có một vạn hỏa tinh và các loại tài liệu mà hắn yêu cầu. Ngay cả linh dịch khôi phục cũng được chuẩn bị sung túc. Bạch Lân không nói khoác, 3 ngày. Thời gian 3 ngày đã làm xong. Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Trong mắt mang theo hạnh phúc và kiên định, đối phương hứa hẹn đã làm được. Như vậy hắn Bạch Tiểu Thuần cũng cố gắng hoàn thành hứa hẹn của bản thân. Nghĩ tới đây Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn qua lão giả vạn phu trưởng Bác Bì Quân. Làm phiền chuyển cáo quân chủ, Bạch Tiểu Thuần sẽ toàn lực ứng phó. Bạch Tiểu Thuần trầm giọng lên tiếng. Lão giả nghe xong liền gật đầu. 4 người này là trụ cột trong quân đoàn của lão phu, Bạch đại sư gánh trách nhiệm lớn, tránh bị nhân tố khác ảnh hưởng, lão phu an bài 4 người bọn họ lưu lại thủ hộ. Lão giả nói với Bạch Tiểu Thuần xong liền quay người rời đi. 4 thanh niên sau lưng hắn bị lưu lại. Thái độ 4 người này lạnh như băng. Bọn họ đi sang khu vực cách đó không xa đả tọa. Đối với bọn họ mà nói thủ hộ nơi này, không bằng nói là trông chừng. Dù sao giá trị những vật này quá lớn, cho dù là Bạch Lân cũng phải hao phí không ít tâm tư mới có được. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn qua 4 người trước mặt, trực tiếp xem nhẹ bọn họ. Tâm thần của hắn bị những lò đan trước mặt hấp dẫn. Hắn cảm thấy ngứa tay muốn luyện chế đan dược ngay lập tức. Đã lâu không luyện dược. Bạch Tiểu Thuần liếm liếm bờ môi, đôi mắt tỏa sáng, cảm giác được luyện dược không có bất cứ nỗi lo nào. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy nhân sinh thật mỹ hảo. Nghĩ tới đây hắn cười lớn, 4 thanh niên nghe Bạch Tiểu Thuần cười liền nhìn sang. Bọn họ khó chịu nhưng không lên tiếng. Tăng uy lực tụ hồn đan không phải vấn đề tăng dược lượng cao hơn, còn cần phối hợp với các linh dược khác,
phương thức phải điều chỉnh cho phù hợp. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn mở những túi chữ vật và ngồi xuống, sau đó bắt đầu cầm dược thảo nghiên cứu. Trong đầu hắn đang suy nghĩ cách luyện chế đan dược, chậm rãi chỉnh sửa đan phương. Thời gian 3 ngày trôi qua thật nhanh, 3 ngày này Bạch Tiểu Thuần không ngủ không nghỉ. Hắn toàn tâm toàn ý cải tiến phương thuốc, trong mắt xuất hiện tơ máu, thậm chí có đôi lúc đi tới đi lui trong đình viện, miệng không ngừng lẩm bẩm. Làm như vậy, không được. Dùng phương pháp rèn luyện, linh khí nơi đây không nhiều, không thể thành công. Phong kín lò đan, chọc khí lắng xuống khi dung đan. Làm vậy khí lưu không thông, nguy hiểm tạc lô rất lớn. Bạch Tiểu Thuần cau mày, hắn không ngừng nói thầm, cử chỉ điên rồ. Bốn tu sĩ thủ hộ nhìn nhau, cảm thấy Bạch Tiểu Thuần không bình thường. Cùng lúc đó các đại sư khác trong công giáp các cũng nghe nói Bạch Tiểu Thuần đang luyện dược, nội tâm bọn họ cười lạnh. Có một ít người dứt khoát đi tới bên ngoài đình viện của Bạch Tiểu Thuần dò xét, muốn đích thân xem Bạch Tiểu Thuần có bao nhiêu tài năng. Đối với những đại sư xuất hiện, bốn thanh niên phụ trách thủ hộ không chú ý, chỉ cần bọn họ không bước vào đình viện thì bốn người không đi ra ngăn cản. Giả thần giả quỷ, lão phu muốn xem Bạch Tiểu Thuần có bản lãnh gì. Hừ, nếu hắn không thể luyện dược, chắc chắn sẽ gặp nguy cơ sinh tử. Những đại sư đứng bên ngoài nói chuyện với nhau, bọn họ nhìn 100 đan lô trong đình viện, ánh mắt ghen ghét và đố kỵ. Lại qua 2 ngày, những đại sư kia không kiên nhẫn, có một ít người rời đi, chỉ có 7-8 người vẫn lưu lại. Thời gian này Bạch Lân có tới một lần, sắc mặt hắn hơi âm trầm, hiển nhiên áp lực chiến tranh bên ngoài không nhỏ. Nhìn thấy bộ dạng Bạch Tiểu Thuần như vậy cũng không quấy rầy, hắn cũng rời đi. Buổi trưa ngày thứ 6, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy tơ máu, khuôn mặt hơi tiểu tụy, trong mắt bắn ra hào quang sáng ngời có thần. Dùng Vân Hồn Diệp làm chủ. Ân. Phụ dùng Linh Căn, phối hợp đặc tính hư không hoa. Dùng biện pháp phong ấn lò đan, kể từ đó tăng uy lực tụ hồn đan, ít nhất có thể đề cao mấy lần. Mặc kệ, nên thử xem phương hướng đúng hay không. Đã như vậy thử luyện 10 lò đan. Bạch Tiểu Thuần quân thời gian trôi qua, cũng quên mình đang ở nơi nào, càng quên những người chung quanh. Sau khi mạch suy nghĩ đã rõ ràng, hắn lập tức hành động. Lúc này 10 lò đan bị lực lượng vô hình nâng bay lên, chúng đáp xuống từ ước mặt hắn. Bạch Tiểu Thuần bắt đầu điều chỉnh lò đan. Hỏa tinh bay vào trong lò đan, bị Bạch Tiểu Thuần kích phát hỏa lực, trong nháy mắt 10 lò đan đỏ rực, nhiệt độ cao khuếch tán ra chung quanh. Bốn thanh niên ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nhìn chằm chằm vào lò đan. Lúc lò đan đỏ một nửa, hắn không chần chờ thêm dược thảo vào bên trong, dựa theo đan phương cải tiến của mình, sắc mặt hết sức chăm chú. Bởi vì lần đầu tiên luyện thử cho nên Bạch Tiểu Thuần thả dược thảo vào trong, hắn cũng không muốn thất bại, cho nên lần luyện dược này, dù suy nghĩ hay hành động đều được chú ý cẩn thận. Đây cũng là nguyên nhân hắn lựa chọn 10 lò đan. Sau khi những dược thảo bay vào trong lò, Bạch Tiểu Thuần điều chỉnh tâm tình, ánh mắt sinh ra hào quang, hắn đậy nắp lò đan và bấm niệm pháp quyết. Phong, sau khi hắn hô to, từng đạo ấn ký bay vào lò đan, mỗi một ấn ký dính vào lò đan đều làm chúng rung động. Không bao lâu Bạch Tiểu Thuần đã đánh ra hơn 100 ấn ký, các lò đan chấn động nhưng bị phong ấn phi thường triệt để, nhiệt khí bên trong không tiết ra chút nào, dù là khói cũng không bay ra. Sau khi làm xong mọi việc, trên trán Bạch Tiểu Thuần đổ mồ hôi như mưa. Hắn không có cúi đầu, tay phải vỗ túi chữ vật xuất ra một bình linh dịch và uống cạn. Sau khi phong ấn lò đan đầu tiên, hắn cũng làm thế với 9 lò đan khác. Bạch Tiểu Thuần thở vào khi hoàn thành mọi việc. Hắn lui ra sau vài bước, sắc mặt hơi tái nhợt, cũng tìm nơi cách đó không xa đả tọa khôi phục. Bốn thanh niên ngồi bên cạnh không hiểu hành vi của hắn là gì. Trong mắt đám đại sư đứng bên ngoài lại có khác thường. Đây là phong đan pháp. Không đúng, tại sao dùng phong đan pháp trên lò đan? Hắn làm thế nào? Khả năng tạc lô rất cao, rốt cuộc Bạch Tiểu Thuần có biết luyện dược hay không? Cha đạp những dược thảo quý hiếm kia, không quá 4 canh giờ sẽ tạc lô. Hừ, đến lúc đó xem ngươi ứng phó thế nào. Những đại sư này nhíu mày, sau đó bọn họ nghị luận với nhau, đồng thời cũng xem thường hành vi của Bạch Tiểu Thuần. Thời gian trôi qua, qua 4 canh giờ, những đại sư nhìn chằm chằm vào lò đan, quả nhiên đúng như bọn họ suy đoán, 10 lò đan đã đỏ rực. Thậm chí bên trong có tiếng nổ ầm ầm, nhiệt độ cao không ngừng lan tràn ra chung quanh. Trong đó có 5 lò đan nghiêm trọng nhất, mặt ngoài đan lô xuất hiện khe hở. Khi khe hở lan tràn, âm thanh ầm ầm càng ngày càng mạnh. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, hắn nhìn 5 lò đan rạn nứt, lập tức biến sắc, hắn lui ra sau thật nhanh và hô to. Sắp tạc lô, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Hắn nói xong liền hành động, hai tay bấm niệm pháp quyết điểm vào 5 lò đan không xuất hiện khe hở, sau khi bảo hộ chúng liền rút lui. Lời hắn nói quanh quẩn trong đầu bốn thanh niên thủ hộ, bọn họ chỉ cười lạnh và không thèm quan tâm. Bọn họ thân kinh bách chiến,
tu vi không tầm thường, đều có cảnh giới kết đan, suy nghĩ không phải chỉ luyện dược tạc lô hay sao, có thể có bao nhiêu uy lực. Sắc mặt đám đại sư bên ngoài đình viện cũng không thèm quan tâm, nội tâm khinh thường, không đặt Bạch Tiểu Thuần vào trong mắt. Chỉ là tạc lô mà thôi, này tại sao sắc mặt Bạch đại sư lại đen như thế? Luyện dược tạc lô, uy lực lớn nhỏ quyết định bởi lò đan và bản thân đan dược, lò đan tam phẩm nổ bung, mặc dù uy lực lớn cũng không cần sợ như vậy chứ. Cho dù hắn phong ấn lò đan, lực lượng đan dược bành trướng cũng không ảnh hưởng không lớn. Bốn thanh niên thủ hộ nghe đám đại sư nói cũng an lòng, bọn họ cách lò đan không xa. Vì vậy trong lúc cười nói vẫn xuất ra một ít pháp khí phòng hộ tượng trưng, trong nội tâm không cho là đúng. Thậm chí còn có một thanh niên không buồn lấy ra pháp khí phòng hộ, vì cảm thấy với tu vi của mình đã đủ để ngăn cản. Nhưng ngay lúc những người này và những đại sư kia vẫn còn đang khinh thị, vết nứt của hai trong số năm lò đan đầy vết nứt bỗng ngoác rộng ra. Một luồng sóng khí kinh thiên động địa trào ra, giống như đã bị đè nén trong lò đan quá lâu, khiến lò đan cuối cùng không còn chứa nổi. Nổ bung, một luồng khí thế mạnh mẽ trào theo ra, hai lò đan vỡ tan thành từng mảnh, những mảnh vỡ như những ngôi sao băng bay vèo vèo ra khắp xung quanh. Sóng khí làm bóp méo hư không, gió nổi mây vần, những tiếng nổ to làm tai mọi người đều bị chấn. Trận pháp trong viện lập tức bị phá, không vỡ hoàn toàn, nhưng bị tàn phá rất nặng nề. Bốn thanh niên bảo vệ nơi này đều rụt mắt lại, bốn người há miệng ra, nhưng không kịp thốt lên tiếng nào, bốn người đã bị sóng khí do hai cái lò đan bạo tạc đánh vào người. Ba người đã mở vòng bảo vệ còn đỡ, chỉ phun máu, bay vọt đi mấy trăm trượng, xương cốt trên người kêu lên răng rắc, thất khiếu rỉ máu, hồn hỏa lắc lư. Còn thanh niên khinh thường, không lấy ra pháp bảo phòng vệ là người thê thảm nhất, bị sóng khí hất văng đi xa, không biết đã rơi xuống tận nơi nào. Còn các vị đại sư không có màn bảo vệ, tuy họ ở bên ngoài viện, nhưng cũng không sao thoát khỏi, ai cũng bị sóng khí cuốn bay đi. Từng người một phun máu, thần hồn bất ổn, cơ thể đầy thương tích, thê thảm vô cùng. Nhà cửa quanh đó cũng bị đổ gãy, uy lực tàn phá đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mọi người. Không thể nào. Trời, đây là nổ lô à? Thực sự chỉ là nổ lô à? Tại sao có thể như vậy? Bạch Tiểu Thuần này rốt cuộc đã luyện chế đan gì? Lão phu luyện đan cả đời, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ thấy nổ lô nào như vậy. Đây rõ ràng đâu phải là nổ lô, đây là giết người à? Cả công giáp các đều bị kinh động, tu sĩ ào ào bay ra, ai cũng hoảng sợ nhìn vào viện của Bạch Tiểu Thuần chỗ đình viện. Bạch Tiểu Thuần cũng sợ lắm, may mà lúc nãy hắn lùi nhanh, da dày thịt béo, lại đã có chuẩn bị trước, mở màn phòng hộ, nên đã thoát nạn. Hắn không thể ngờ vụ nổ lô này uy lực lại mạnh tới như vậy, không thua gì một kích của tu sĩ Nguyên Anh. Nhất là trong đó có dược lực của tụ hồn đan. Đây mới là điểm chết người, vì nó có thể hút hồn phách của người ta ra. Thế nên hắn vội vàng nhìn quanh, thấy ngay khối người bị ảnh hưởng, ánh mắt hoảng hốt, như đang thất thần. May mà còn ba cái chưa nổ, chứ mà nổ nữa, e là những người này nếu không bị nổ chết, thì linh hồn cũng bị hút hết ra ngoài cơ thể. Cái này, Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm, nhìn thấy ba lò đan còn lại cũng đang banh ra vết nứt, khí tức khủng khiếp không ngừng tăng lên, vẻ sắp tan vỡ, thì vội vàng lùi nhanh ra sau. Một tiếng gầm giận dữ từ xa ầm ầm vọng tới. Bạch Tiểu Thuần, tiếng hét vang dội như tiếng sét, làm ai nấy u cả tai, một bóng người đen đen đang thuấn di vọt tới. Bác Bì Quân quân chủ Bạch Lân, đừng trách ta đã nhắc mọi người rồi mà. Bạch Tiểu Thuần tủi thân lắm, hắn cũng giàu lắm chứ, hắn đã sớm báo trước coi chừng nổ lô rồi, lại còn nhắc người ta mở phòng hộ ra kia, ai bảo không ai tin hắn. Bạch Lân ảo tới, hắn vốn đang ở trên tường thành để áp trận, vì ở ngoài trường thành mấy ngày trước Minh Hà bị người ta chọc thủng một lỗ, oan hồn đua nhau ảo vào tràn ngập khắp nơi, khiến ngũ đại quân đoàn bị áp lực rất lớn, còn nhìn thấy cả hư ảnh luyện hồn sư lúc ẩn lúc hiện, buộc hắn phải tự mình xông ra tọa trấn. Nhưng bỗng có một tiếng nổ vang trời, một làn sóng khí khủng bố lan tới, khiến Bạch Lân cũng phải giật nảy mình, vội vàng chạy ngược về, thấy xung quanh đều là bừa bộn, người người phun máu, và ba cái lò đan đang sắp vỡ. Bạch Lân hừng hực lửa giận, không kịp nghĩ nhiều, hét lớn một tiếng, vung tay chộp cả ba lò đan, thuấn di ra ngoài trường thành, ném thẳng xuống. Ngoài trường thành, oan hồn số lượng đầy trời, ngưng tụ thành những cự nhân lệ hồn gào hét điên cuồng, bất kể sống chết công kích vào tường thành. Mỗi một lần va chạm, đều làm màn sáng phòng vệ của trường thành lay động. Tu sĩ ngũ đại quân đoàn cắm đầu mà chém giết, tất cả pháp khí đều được triển khai, những cột sáng ào ào bắn ra, nhưng hồn nhiều quá, không thể nào cản nổi. Những thổ dân với thân hình cường hãn xen lẫn vào trong hồn triều, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, nếu thấy nguy là lập tức tự bạo,
khiến tu sĩ của ngũ đại quân đoàn tử thương không ít. Đúng lúc này, ba cái lò đan từ trên trời rơi xuống, ba lò đan đỏ thắm, to chừng một trượng, như ba mặt trời nhỏ, rơi xuống ba nơi khác nhau. Khe nứt trên lò giãn rộng, sóng khí cuồng bạo đang điên cuồng đòi chui ra. Đám thổ dân sững ra, họ chưa bao giờ thấy qua vật nào như thế. Một thổ dân hừ một cái, bay tới, đấm mạnh một quyền vào lò đan. Lò đan bị trong ngoài giáp công. Nổ ầm, tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Những mảnh vỡ hóa thành những ngôi sao băng rực lửa vung ra khắp tám hướng. Những nơi chúng bay qua, đất đai run rẩy. Oan hồn rú lên thảm thiết. Hung thú cũng không tránh kịp, bị đốt cháy rừng rực. Tên thổ dân đấm vỡ lò đan là người thê thảm nhất. Hắn bị sóng khí bao phủ, cơ thể bị tan thành bụi hơn phân nửa, rơi xuống đất. Dược lực của tụ hồn đan bung ra, trong phạm vi 1000 trượng, tất cả oan hồn đều bị một lực kéo hút đi, sau đó bị sóng khí trùng kích, xé ra đủ hướng, cuối cùng bị xé rách thân hồn. Mọi việc xảy ra quá nhanh, oan hồn và thổ dân còn chưa kịp phản ứng, hai lò đan còn lại cũng lần lượt vỡ toang. Trong khoảng thời gian ngắn, cả chiến trường dậy vang những tiếng kêu rên thảm thiết. Thổ dân thương vong không ít, oan hồn và hung thú thứ thì bốc cháy, thứ bị xé nát, từng mảng lớn, nhìn thấy mà giật mình. Đây là pháp bảo gì? Sao lại như vậy? Chưa từng gặp bao giờ. Các thổ dân kinh hãi nhìn về phía trường thành. Không chỉ có họ, tất cả tu sĩ trên trường thành, cả Bác Bì quân, cả tứ đại quân đoàn còn lại, ai cũng trợn mắt há hốc mồm. Cái đó là vật gì? Thoạt nhìn, hình như giống lò đan. Làm sao có thể? Lò đan nổ đâu có uy lực tới như thế? Hình như là do Bác Bì quân quân chủ ném ra, là pháp bảo thiên lôi mới chế tạo ra chăng? Bạch Lân sững người, quên sạch cơn giận điên cuồng vừa rồi, ngây ra nhìn những cái hố sâu trên mặt đất, nhìn những oan hồn bị xé toạc, những thổ dân đầy sợ hãi. Hơi thở của hắn vô thức trở nên dồn dập, sự giận dữ trong mắt đã hoàn toàn bị thay bằng niềm vui sướng. Sau khi nổ lô, dược lực trong lò sẽ bị kích bung ra, khiến uy lực vụ nổ trở nên lớn thêm. Mắt Bạch Lân sáng lên, cười ha hà, xoay người chạy thẳng tới công giáp các. Trong công giáp các, Bạch Tiểu Thuần đầy tủi thân nhìn năm lò đan còn lại. Xung quanh là các tu sĩ đang trợn mắt há hốc mồm nhìn đống bừa bộn khắp nơi. Cả tòa viện đã bị hư hại, bốn tu sĩ bảo vệ, trừ một người bị bắn đi đâu không rõ, ba người còn lại mặt mày trắng bệch, nhìn Bạch Tiểu đầy kiêng kỵ. Còn các đại sư, ai nấy lôi đan dược ra uống, sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần căng thẳng nhìn quanh, lắp bắp giải thích. Đừng có oán ta chứ, ta đã nhắc nhở các ngươi. Nếu các ngươi chịu nghe lời ta, lùi ra sau, hay lấy ra pháp bảo phòng hộ thì chẳng phải đã không sao rồi hay sao? Huống hồ, ta cũng đâu phải bảo các ngươi tới đây, là các ngươi tự tới mà. Hồi trước mỗi lần ta luyện đan, không ai dám tới gần ta hết. Hồi ở Huyết Khê Tông Trung Phong, mỗi lần ta luyện đan, tất cả người trên núi đều chạy hết, tại các ngươi cứ đòi muốn tới gần. Bạch Tiểu Thuần nói, hắn nói chưa dứt lời, xung quanh đã vang lên những tiếng hít thở dồn dập, ánh mắt mọi người nhìn hắn càng thêm dữ tợn. Hủy công giáp các, làm tàn phế tổn thương đồng tông. Bạch Tiểu Thuần, để xem ngươi nói với quân chủ thế nào. Người khác luyện đan nổ lô, tối đa đan vỡ lô hủy, còn ngươi, rõ ràng là tận lực làm nổ, ý đồ bất chính. Ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi. Các đại sư vô cùng hận Bạch Tiểu Thuần. Họ chỉ định qua đây xem một cái mà thôi. Ai dè suýt nữa lại bị nổ lò đan mà chết. Nhớ tới lúc lò đan nổ, hồn phách như bị hút ra khỏi người là ai nấy đều sợ hãi. Bạch Tiểu Thuần nhức đầu, nhất là nhớ tới vừa rồi Bạch Lân gầm lên. Trong lòng càng thêm rối rắm, mình đã sớm nói cho Bạch Lân biết rồi, nhưng rõ ràng người ta không thèm để ý tới. Bạch Tiểu Thuần ủ rũ, than thở, còn đang nghĩ phải giải thích như thế nào thì từ xa đã có một làn cầu vồng ào ào bay tới. Bác Bì quân quân chủ Bạch Lân, tốc độ của hắn cực nhanh, phá vỡ bầu trời, trong nháy mắt đã xuất hiện trong công giáp các, hạ xuống đứng ngay trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, có biết ngươi đã làm ra cái gì không? Bạch Lân nghiêm nghị nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần giật thót, oan ức nói to, quân chủ, ta đã từng nói với ngươi rồi, lúc ta chế thuốc sẽ xảy ra ít chuyện, lúc đó chính ngươi đã nói, ta chịu trách nhiệm luyện dược, những chuyện khác ngươi chịu trách nhiệm, không liên quan gì tới ta. Ta, Bạch Lân xông tới, kéo tay Bạch Tiểu Thuần, tốc độ cực nhanh, Bạch Tiểu Thuần không né được, đang định phản kháng, thì nhận ra vẻ mặt của Bạch Lân có vẻ không thích hợp, đôi mắt của Bạch Lân sáng rực, hít thở dồn dập, hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần như nhìn của quý. Tay giữ chặt lấy tay của Bạch Tiểu Thuần. Sao lại không liên quan tới ngươi? Quan hệ rất lớn là đằng khác. Ha ha ha. Bạch lão đệ, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Ngươi tiếp tục luyện đi. Yên tâm, ngươi cứ thoải mái mà luyện.
không phải chỉ là nổ lỗ sao? Sợ cái gì? Ngươi muốn luyện như thế nào thì cứ luyện như thế ấy, nổ lô càng nhiều càng tốt. Hơn nữa, nếu uy lực lúc nổ còn lớn hơn tí nữa, khủng bố hơn tí nữa thì không còn gì tốt hơn. Ngươi yên tâm, tất cả đã có ta. Bạch Lân cười vang. Bạch Tiểu Thuần và mọi người giật mình, vốn tưởng Bạch Lân tới là giận dữ lôi đình, ai dè lại chuyển ngược tình thế hoàn toàn. Cái này, chuyện gì xảy ra thế? Những đại sư bị thương ngơ ngác, sự thật và những gì họ nghĩ đã hoàn toàn khác biệt, khiến họ không sao tin nổi. Bạch Lân rất kích động, mấy cái lô nổ kia chính là lợi khí tuyệt nhất để đấu với oan hồn và thổ dân đó. Một chiến công không gì sánh kịp nha. Phải biết rằng mấy năm gần đây, Tinh Không Đạo Cực Tông đã nghĩ ra rất nhiều cách để đối phó với man hoang, như chuyện diệt hồn này. Nhưng không biện pháp nào hiệu quả lâu, đều bị man hoang tìm ra cách phá giải. Trước mắt, hắn không cầu cách của Bạch Tiểu Thuần hữu hiệu trong thời gian dài. Chỉ cần trong thời gian ngắn có thể trấn nhiếp hồn hải là rất tốt rồi. Vì lần này Minh Hà bị chọc thủng là chuyện rất lớn. Ngay cả thiên nhân cũng tức giận, lúc nào cũng để mắt tới nơi đây. Bạch lão đệ, ta chỉ có một yêu cầu đối với ngươi, có thể tăng tốc độ luyện lên nhanh một tí hay không? Bạch Lân nhìn Bạch Tiểu Thuần đầy hy vọng. Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm, Bạch Lân gọi hắn là lão đệ nha, dáng vẻ đầy thân thiết kia. Làm Bạch Tiểu Thuần hết hồn, người ta không trách hắn nha, mà còn cổ vũ hắn làm nổ thêm lò đan càng nhiều càng tốt. Bạch Tiểu Thuần thực là rất kinh ngạc. Lại còn có người đưa ra loại yêu cầu này, xem ra hồi nãy Bạch Lân xách lò đan đi hẳn đã nhìn thấy được hiệu quả của nó. Bạch Tiểu Thuần hiếu kỳ, hỏi nguyên nhân. Bạch Lân không chút giấu giếm, lập tức kể chuyện lò đan nổ ngoài trường thành cho mọi người nghe. Bạch Tiểu Thuần nghe xong, đầy phấn khởi. Vậy là ngươi cho rằng vì nổ lò đan nên mới có hiệu quả như thế? Ồ không đâu, đó rõ ràng là do thành quả nghiên cứu của ta. Xem ra vẫn rất có hiệu quả a. Bạch Tiểu Thuần thấy không sao, tinh thần trở nên phấn chấn, ngẩng đầu ngạo nghễ. Bạch Tiểu Thuần ta luyện dược, chú ý chính là thiên thời địa lợi nhân hòa. Ngươi cũng biết, dù có nổ lô cũng là trong dự liệu. Đan dược trong lò chỉ góp 9 phần. Một phần cuối là nhờ sóng khí bung ra khi nổ lô mới đạt tới hiệu quả nguyên vẹn. Thể hiện ra sự kết hợp hoàn mỹ của dược lực và sức mạnh khi nổ lô, tạo nên hiệu quả mạnh nhất. Bạch Tiểu Thuần vất tay áo nhỏ, hất cằm lên. Bốn phía mọi người từng cái một hai mặt nhìn nhau, nếu không có lúc trước chứng kiến Bạch Tiểu Thuần khẩn trương giải thích, bọn hắn có lẽ thật sự sẽ tin rồi. Bạch Lân vội ho một tiếng, không có đi cắt ngang Bạch Tiểu Thuần nói khoác, mà là mỉm cười dường như nhận thức. Ai nấy nhìn nhau, chưa từng thấy Bạch Lân đối xử với ai khách khí như thế này, có thể thấy vị trí của Bạch Tiểu Thuần trong lòng Bạch Lân là rất cao. Về chuyện nổ lô, Bạch huynh yên tâm, tối đa 3 ngày, ta sẽ làm ra thêm một đống nữa, việc nhỏ thôi. Bạch Tiểu Thuần vung tay, đắc ý nói. Bạch Lân cười, xác định thời gian cụ thể với Bạch Tiểu Thuần xong, hài lòng thỏa mãn rời đi. Lúc gần đi, hắn dữ dằn trừng mắt với đám tu sĩ xung quanh, khiến ai nấy đều hết hồn, vội vàng cúi đầu xuống, tản ra. Còn các đại sư tuy vô cùng phiền muộn nhưng đành phải nhịn xuống. Ba thanh niên hộ vệ sau đó đều bị vạn phu trưởng phạt cho một trận, sau đó được người ta kể cho nghe chuyện bên ngoài trường thành hôm đó, đều trở nên vô cùng kính sợ Bạch Tiểu Thuần. Gã hộ vệ xui xẻo cuối cùng cũng đã được tìm ra, đưa đi cứu trị, cả người khập khiễng, sợ hãi Bạch Tiểu Thuần hơn bất cứ ai. Năm lò đan không bị nứt đêm đó đã được Bạch Tiểu Thuần mở ra. Đáng tiếc lò đan dù nguyên vẹn, nhưng đan dược trong đó đều đã trở thành phế đan. Bạch Tiểu Thuần nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau tới xuất các lâu, đứng cạnh lò đan, hét lớn. Đừng có tới đây nữa nha, đừng bảo ta không nhắc các người, Bạch Tiểu Thuần ta, bắt đầu luyện đan đó. Bạch Tiểu Thuần hét váng, vang vọng khắp công giáp các. Các đại sư ở quanh chỗ hắn vội vàng ra khỏi chỗ ở, bi vẫn rời đi rõ xa. Bốn thanh niên hộ vệ thì run người, nếu có thể, họ cũng chẳng muốn ở lại chỗ này, nhưng biết làm sao được, đành hồi hộp căng thẳng đứng đó, vận hết tu vi lên, cảnh giác cao độ. Thấy tiếng la của mình có hiệu quả, Bạch Tiểu Thuần hài lòng hất tay áo, điều khiển lò đan bay tới. Lần này hắn đã quyết định làm 20 lò, phương pháp hẳn là không sai, chỉ là cách điều phối chắc có chút vấn đề mà thôi. Mặc kệ, cứ từ từ thử, dù sao có nổ lô, quân chủ cũng hài lòng. Bạch Tiểu Thuần cảm thán, trường thành này quả thực là một nơi tốt. Tha hồ luyện dược cũng không lo bị trách phạt, thậm chí dù có nổ lô còn được khen ngợi, quả là một nơi hiếm thấy. Gương mặt Bạch Tiểu Thuần dần trở nên nghiêm túc, mỗi lò hắn sẽ phối đan dược theo cách khác nhau, để thí nghiệm tìm ra công thức đúng nhất trong thời gian nhanh nhất có thể. Tốc độ của hắn cực nhanh, không ngừng lấy dược thảo ra, bỏ vào trong lò đan, rồi khống chế địa hỏa của các lò đan cái thì to, cái thì nhỏ, hoàn toàn khác biệt. Bạch Lân đã yêu cầu muốn có uy lực lớn hơn, nên có mấy lô hắn cố ý bỏ thêm vào không ít hư không hoa.
nhưng không dám bỏ nhiều quá. Vì dù sao hắn cũng ở đây. Nếu lò bị nổ, hắn vẫn sẽ là người đầu tiên bị ảnh hưởng. Hắn không ngừng chạy tới chạy lui, coi lò này, canh lò kia, bỏ dược thảo, khiến 20 lò đan đều đỏ lên, mùi thuốc bắt đầu bay ra. Hắn chăm chú bỏ hết tâm trí vào việc luyện dược. Bốn thanh niên thủ hộ thì đứng từ xa kinh hãi và đầy căng thẳng nhìn vào. Thấy Bạch Tiểu Thuần đậy nắp các lò lại, sau đó bắt đầu phong ấn, cả bốn người đều hết hồn. Chết rồi, Bạch Đại Sư lại bắt đầu phong ấn lò đan rồi. Trời, lần trước lò đan nổ tung, cũng là bởi vì bị phong ấn, làm khí bị nén trong đó không thoát ra được, bị dồn ép, khiến lò đan không chịu nổ mới vỡ. Làm sao bây giờ? Bốn người kinh hãi nhìn nhau, sau đó thi nhau lôi ra cả đống pháp bảo phòng hộ, bảo vệ khắp xung quanh, chân thì không ngừng lùi ra xa, đầy cảnh giác nhìn 20 lò đan. Lần này nhất định sẽ có lò đan nổ nữa, không biết sẽ nổ mấy cái, chỉ cần một lò thành công là đủ rồi. Bạch Tiểu Thuần nhìn không chớp mắt, tiếp tục điều chỉnh địa hỏa. 8 canh giờ nhanh chóng trôi qua, 20 lò đan càng lúc càng đỏ, bắt đầu tỏa ra những chấn động mạnh mẽ, nhiệt độ cực cao khiến mặt đất bị nung khô vàng. Lần trước chỉ có 4 canh giờ, uy lực đã là rất lớn, hôm nay đã 8 canh giờ rồi. Bất chợt, 4 lò trong số 20 lò đan bắt đầu rít lên, xuất hiện vết nứt, sắp nổ. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, hét váng lên, vội vàng lùi nhanh, tay đánh pháp quyết, đánh ra từng đạo phù văn, hóa thành bức màn phòng hộ, đồng thời lấy ra không ít pháp bảo, những màn sáng phòng hộ chồng chất lên nhau. Bốn thanh niên hộ vệ hoàn toàn biến sắc, đã có thêm 7 lò đan nữa bắt đầu bị nứt, có dấu hiệu muốn nổ, mặt đất bên dưới như bị lõm cả xuống, hư không bắt đầu vặn vẹo. 10, 11 cái, lần trước chỉ có 2 cái nổ, đã thiếu chút nữa hút cả hồn chúng ta ra ngoài, bây giờ tới 11 cái. Bốn người hít sâu, không chút do dự nhanh chân bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, chạy ra khỏi viện. Bạch Tiểu Thuần còn sợ hơn, muốn rớt cả tròng mắt. Sao lại tới 11 cái? Bạch Tiểu Thuần sợ hãi lùi nhanh, đã lại có thêm 2 lò đan nữa nghiến lên ken két, bắt đầu nứt ra. 13 cái. Bạch Tiểu Thuần càng thêm lo lắng. Một luồng khí tức hủy diệt từ 13 cái lò đan tỏa ra. Những lò đan rung lên, như không còn chịu đựng nổi nữa. Nhưng một chàng cười sảng khoái đã vang lên. Bạch Lân không biết từ đâu đã vèo một cái xuất hiện. Vẻ mặt vô cùng phấn khởi. Ánh mắt mừng hớn hở. Nhìn 13 lò đan như đang nhìn 13 món chí bảo. Tay phải hất mạnh. Trong nháy mắt, 13 mặt trời nhỏ bị Bạch Lân kéo tới gần, nhoáng một cái, cùng với hắn bay vèo ra ngoài trường thành. Nháy mắt đã đến trường thành, mới vừa xuất hiện, tu sĩ ngũ đại quân đoàn trên trường thành vừa nhìn thấy Bạch Lân và những lò đan đỏ hừng hực thì đều kinh hoàng. Ngay lập tức nhớ tới một màn kinh hoàng hôm trước. Bạch Lân hét lớn một tiếng, ném tất 13 cái lò đan ra ngoài chiến trường. Cuộc chiến tranh này, Man Hoang đã có kế hoạch rõ ràng, đến thời điểm hiện giờ, các bộ lạc thổ dân với quy mô rõ ràng đã bắt đầu xuất hiện trên chiến trường. Dù số lượng bộ lạc không nhiều lắm, nhưng mức độ quấy rối và công kích hoàn toàn hơn hẳn trước đây. Những bộ lạc này số lượng chỉ chừng hơn 1 vạn, nhưng trong đó có những thổ dân cao tới hơn 10 trượng. Xung quanh họ là hồn hải vô tận. Trong những hồn hải đó, hồn đặc thù rất nhiều, những đợt hồn hải không ngừng điên cuồng đập vào tường thành, làm nó rung rinh dữ dội. Trên trường thành, pháp khí vận chuyển, từng luồng cột sáng ào ạt bắn ra ngoài, cả chiến trường vang dậy tiếng chém giết. Đúng lúc này, 13 mặt trời nhỏ của Bạch Tiểu Thuần được ném xuống. 13 lò đan, mỗi cái chỉ to chừng 1 trượng. Đối với chiến trường khổng lồ thì chẳng là cái gì. Nhưng màu sắc và khí tức cuồng bạo của chúng làm cho ngay khi chúng xuất hiện, cả tu sĩ ngũ đại quân đoàn lẫn thổ dân Man Hoang đều cùng phải chú mắt tới. Thấy mớ lò đan ào ào bay xuống, một số thổ dân biến sắc, họ đã nhìn thấy đợt nổ lò đan lần trước. Những cái lò kia được gọi là pháp bảo diệt hồn mới được phát minh của trường thành. Ai nấy đều sợ hãi. Man Hoang chưa tìm ra cách để phá giải chuyện nổ lò này, và họ càng không dám tới gần chúng, chỉ đành trơ mắt nhìn những lò đan rơi xuống đất, tạo nên tiếng nổ kinh thiên. Mặt đất rung lên, những mảnh vỡ lẫn trong biển lửa điên cuồng bắn tung tóe đi khắp nơi, phối hợp với sóng trùng kích, khiến cả chiến trường dập dờn như mặt biển, không ngừng rung chuyển. Dược lực tụ hồn đan chồng chéo lên nhau, bao phủ phạm vi vạn trượng, tất cả oan hồn trong khu vực này đều không thoát được. Chỉ trong chớp mắt đã bị hấp lực và sóng khí trùng kích làm cho toái diệt. Tốc độ tàn sát cực nhanh, như có một đôi bàn tay vô hình cực to đang không ngừng quét, vạch qua chiến trường. Khu vực vạn trượng đã trở thành trống trơn. Tất cả thổ dân đều ngây dại. Cùng lúc đó, trong một cánh đồng hoang vu cách trường thành một khoảng, trong một khu vực được trận pháp bao phủ, có những cái lều vải đã hư hại. Ở giữa chúng là một tế đàn màu đen lơ lửng giữa không trung. Trên tế đàn, có một lão giả đang ngồi. Lão đang mở mắt.
ánh mắt đầy phẫn nộ và khó tin. Trước mặt lão có một màn nước, trên màn nước hiện ra hình ảnh khu vực vừa bị quét sạch bên ngoài trường thành.